Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp về tình hình xung đột tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Toàn cảnh chiến sự tối ngày 2 tháng 4, Nga bất ngờ rút khỏi nhiều vị trí ở Ukraine, bước ngoặt lớn. Lực lượng Nga đã tấn công vào nhà máy lọc dầu trọng yếu của Ukraine trong loạt vụ không kích sáng nay, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Quân Nga tiếp tục rút khỏi Kiev. Quân đội Ukraine, Mỹ, Anh và phương Tây thông tin. Công tác sơ tán dân thường tiếp tục được triển khai. 7 hành lang sơ tán dọc theo các tuyến đường lớn dự kiến sẽ được mở trong ngày thứ Bảy, ngày 2 tháng 4. Danh sách bao gồm các tuyến đường từ thành phố cảng Mariupol đang bị quân Nga bao vây tới thành phố Zaporizhia ở đông nam Ukraine, cũng như các tuyến đường từ Berdyansk, Rubini, Nizhny, Severodonetsk, Popatna và Lysychansk. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đề xuất sơ tán dân thường còn đang kẹt tại thành phố cảng Mariupol bằng tàu hoặc thuyền, ông nói. Chúng tôi có thể hỗ trợ cung cấp tàu thuyền để sơ tán khỏi Mariupol, đặc biệt là với dân thường, những người bị thương, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ và công dân của các quốc gia khác. Quân Nga tấn công nhà máy lọc dầu Ukraine. Lực lượng Nga đã tấn công vào nhà máy lọc dầu trọng yếu của Ukraine trong loạt vụ không kích vào sáng nay. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận Nga tập kích nhà máy này bằng tên lửa tầm xa có điều khiển chính xác cao, phóng từ trên không và trên biển. Moscow cảnh báo London, Nga coi các hệ thống pháo tầm xa và hệ thống chống tàu là mục tiêu hợp pháp nếu chúng được Anh chuyển cho quân đội Ukraine. Đại sứ Nga tại Anh tuyên bố, đại sứ Andrei Kelly nói tất cả các loại vũ khí được chuyển giao đều sẽ bị tiêu diệt. Nga tấn công khu vực Dnipropetrovsk gây cản trở giao thông đường sắt. Người đứng đầu chính quyền quân sự Dnipropetrovsk ở miền trung Ukraine cho biết. Valentin Renichensko cho biết, một quả rocket đã đánh trúng đường sắt tại quận Pavlorad khiến toàn bộ các chuyến tàu phải dừng lại. Hôm 2 tháng 4 vào lúc 11 giờ địa phương, tức 16 giờ Việt Nam, Ukraine đã chính thức tái chiếm kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau khi lực lượng Nga rút đi. Tổng thống Ukraine bình luận về các động thái của quân đội Nga trong một video mới phát đi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tuy chậm nhưng đáng ghi nhận, các binh sĩ Nga đã rút khỏi các thành phố ở miền Bắc nước này, nhưng ông cũng thúc giục người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ động thái rút quân. Ông cho biết quân đội Ukraine đã sẵn sàng nghênh chiến quân Nga trong giai đoạn 2 chiến dịch quân sự nước này ở miền Đông, dự kiến sẽ rất ác liệt. Bộ chỉ huy quân đội Ukraine xác nhận họ không còn kiểm soát phần phía nam Izium. Quân đội Nga hiện đang tiến về phía Barinkovsk và Sloviansk, bao vây lực lượng lớn quân Ukraine ở đây. Quân đội Ukraine tái chiếm sân bay trọng yếu. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Nga đã rút khỏi sân bay Arnotov và Hostomel, cách thủ đô Kiev 18 dặm, tương đương với 29 km về phía bắc. Ảnh vệ tinh đã xác nhận thông tin trước đó từ một quan chức Mỹ, người nói với CNN rằng quân đội Nga dường như đã rời sân bay, nơi bị chiếm giữ ngay từ đầu cuộc chiến. CNN cho biết trong một video được công bố trên mạng xã hội cho thấy lực lượng Ukraine đã tái chiếm được thị trấn Bucha. Trước đó, người đứng đầu thị trấn Bucha tuyên bố quân đội Ukraine đã tái kiểm soát được địa bàn này. Quân đội Nga thông tin về chiến sự Ukraine. Nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov tuyên bố bắt đầu tấn công vào khu vực nhà máy thép, nơi có các chiến binh cực đoan Ukraine đang cố thủ tại thành phố cảng chiến lược Mariupol. Hiện các lực lượng Nga đã kiểm soát được khoảng 95% diện tích thành phố này. Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết trong hôm nay đã có 328 dân thường, bao gồm 72 trẻ em được sơ tán khỏi Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự của Ukraine ở các thành phố Poltava, Dnepropetrovsk bằng tên lửa chính xác cao, bắn rơi 2 máy bay trực thăng Mi-24 của Ukraine và phá hủy 67 cơ sở quân sự cùng 24 máy bay không người lái. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, trong đêm qua, lực lượng hàng không chiến thuật và tên lửa của Nga đã phá hủy 24 máy bay trực thăng của Ukraine, 9 pháo và súng cối, cùng 54 điểm bố trí thiết bị chiến đấu. Các đơn vị lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk đã thiết lập quyền kiểm soát một phần lớn khu vực Novobaisk-Moto, Sana dẫn tuyên bố cho hay. Ông Konashenkov chỉ ra rằng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 124 máy bay, 84 máy bay trực thăng, rất nhiều máy bay không người lái, xe tăng, xe bọc thép, bệ phóng tên lửa và rất nhiều phương tiện quân sự có liên quan đến lực lượng Ukraine đã bị phá hủy. Ở hướng ngược lại, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng đưa ra số liệu thiệt hại từ phía Nga kể từ khi chiến dịch bắt đầu đến ngày 2 tháng 4.
Theo đó, quân đội Nga đã mất 17.800 binh sĩ và hàng trăm bệ phóng tên lửa. Hiện các số liệu từ hai bên khó được xác minh chính xác do cường độ cuộc xung đột vẫn ở mức cao. Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng tên lửa hành trình Onyx tấn công hủy diệt trụ sở chỉ huy quân đội Ukraine. Thông tin từ bộ này cho hay vụ tấn công đã khiến 40 binh sĩ Ukraine không qua khỏi. Đồng thời, vũ khí có điều khiển chính xác của Nga đã phá hủy nhiều hệ thống pháo phản lực bắn loạt của Ukraine. Tình hình chiến sự tại thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền nam Ukraine không có nhiều thay đổi. Hiện quân Nga đã kiểm soát tới khoảng 95% diện tích thành phố này. Các lực lượng phòng thủ của Ukraine bị dồn ép vào các khu vực nhỏ, chiến đấu chật vật do thiếu thốn đạn dược và lương thực, nước sạch. Ukraine và Nga trao đổi tù binh theo thỏa thuận đàm phán. Ngày 1 tháng 4, Ukraine và Nga đã tiến hành trao đổi tù binh theo thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán hồi tuần này. Trong thông báo trên Telegram, Phó tránh văn phòng phủ tổng thống Ukraine ông Kirilo Timoshenko cho biết hai bên đã tiến hành trao đổi tù binh vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Thông báo nêu rõ, phía Nga đã trao trả 86 binh sĩ Ukraine, trong đó có 15 nữ binh sĩ. Cuộc đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 29 tháng 3 vừa qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine. Ngày 1 tháng 4, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra thông báo cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan đã điện đàm với người đồng cấp phía Nga và Ukraine nhằm trao đổi tình hình và thúc đẩy tiến trình hòa đàm giữa hai bên. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Erdogan đã thảo luận về các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul trong tuần này. Nhà lãnh đạo Ankara khẳng định các cuộc đàm phán diễn ra một cách tích cực và mang tính xây dựng, đã thắp lên hy vọng về hòa bình. Ông Erdogan cũng nhấn mạnh với các bên ý nghĩa quan trọng trong việc hành động vì lợi ích chung và duy trì đối thoại. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng tuyên bố Tổng thống Putin vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó hai nhà lãnh đạo đánh giá những nội dung cơ bản cho các cuộc đàm phán sắp tới tại Istanbul. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ về việc tổ chức vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul. Hai bên cũng thảo luận về các vấn đề nhân đạo và nhất trí sẽ duy trì liên lạc thường xuyên. Ngày 1 tháng 4 là thời hạn chót mà Nga đặt ra cho các quốc gia không thân thiện phải thanh toán năng lượng bằng đồng rúp. Tuy nhiên, châu Âu đã bác bỏ tối hậu thư của Điện Kremlin và khẳng định sẽ không để Nga gây sức ép. Châu Âu mới đây đã chấp nhận rủi ro, quyết không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng thông báo quyết định chưa từng có xả 180 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược để kiềm chế đà tăng kỷ lục của giá dầu. Theo đó, cuộc xung đột tại Ukraine đã gây ra cú sốc lớn cho thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy châu Âu trước một trong những khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Tối hậu thư của Nga đã gây ra làn sóng chấn động khắp châu Âu bởi nền kinh tế sẽ khó có thể hoạt động lâu dài nếu không có năng lượng của Nga. Moscow đã gửi đi tín hiệu rõ ràng rằng vào một thời điểm nào đó, nước này có thể sẽ khóa van dầu nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nếu các khoản thanh toán này không được hoàn thành, Nga sẽ coi như người mua không đáp ứng cam kết. Không ai bán miễn phí bất cứ thứ gì cho Nga và nước này cũng không đi làm từ thiện. Điều đó có nghĩa là các hợp đồng hiện tại sẽ bị dừng lại. Theo đó, châu Âu mua khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên từ Nga, vận chuyển qua Belarus, Ukraine, Ba Lan, hai biển Baltic. Là nước nhập khẩu lớn nhất, chính phủ Đức trong tuần này đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch 3, giai đoạn nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng năng lượng. Bất kỳ sự sụt giảm đáng kể nào về nguồn cung của Nga đều có thể khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái. Giá khí đốt tăng cao đang khiến các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng hoạt động không có lãi và gây ảnh hưởng tới nhiều hộ gia đình. Dữ liệu khảo sát công bố ngày 1 tháng 4 cho thấy sản xuất của Đức giảm thấp nhất trong 18 tháng và bức tranh cũng không sáng sủa hơn ở những nước châu Âu khác. Chuyên gia Trouble, Chủ tịch Công ty Dịch vụ Tài chính Sander Mori Harris đánh giá các nước châu Âu chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn. Những quốc gia này nhập khẩu hàng tỷ mét khối khí đốt từ Nga mỗi năm và sẽ không thể xuất khẩu được khí đốt hóa lỏng hoặc tìm kiếm các nguồn thay thế chỉ trong thời gian rất ngắn. Vấn đề họ gặp phải hiện nay là phụ thuộc quá lớn vào nguồn cung cấp từ Nga và về lâu dài gần như chắc chắn sẽ phải tìm kiếm các nguồn thay thế. Song để xây dựng được năng lượng sản xuất và xuất khẩu, châu Âu có thể sẽ phải mất tới 10 năm và về ngắn hạn, đây là một vấn đề lớn. Được biết, Đức, Pháp và các chính phủ châu Âu khác đã bác bỏ tối hậu thư của Điện Kremlin, khẳng định sẽ không để bị Nga gây sức ép nhằm thay đổi các điều khoản hiện có. Theo ông Paolo Gentiloni, quan chức kinh tế hàng đầu của Liên minh châu Âu, các hợp đồng hiện tại không bao gồm nghĩa vụ thanh toán bằng đồng rúp và phải được tôn trọng.
Điều đó có nghĩa là cơ chế hoán đổi từ đồng euro sang đồng rúp như đề xuất của Nga sẽ là vô hiệu. Mặc dù nguy cơ gián đoạn nguồn cung cho châu Âu đang tăng lên, song Điện Kremlin ngày 1 tháng 4 cũng khẳng định chưa ngay lập tức khóa van dầu đến châu Âu và quyết định chỉ ảnh hưởng đến việc thanh toán từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, có thể bỏ yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp nếu tình hình thay đổi, song trong điều kiện hiện nay, đồng rúp vẫn là lựa chọn thích hợp nhất. Ngày 2 tháng 4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết, Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu-EU, nhưng hiện nay việc trở thành thành viên NATO là điều kiện tiên quyết cho quá trình đó. Trên trang Telegram cá nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev nhận định, những gì diễn ra trong những năm gần đây với Montenegro và Macedonia cho thấy việc gia nhập EU chỉ có thể được thực hiện qua NATO. Đó là những tổ chức phụ thuộc vào nhau. Theo ông Medvedev, Mỹ đóng vai trò hàng đầu trong mối quan hệ giữa NATO và EU. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết, hiện nay Ukraine muốn gia nhập EU, thậm chí mong muốn này còn lớn hơn so với trước đó. Lập trường của Nga là nếu Ukraine muốn gia nhập, nước này có thể làm điều đó nếu được mời. Thế nhưng, ông Medvedev cũng lưu ý rằng hiện nay điều đó dường như là bất khả thi nếu không có sự thông qua của NATO. Trước đó vào ngày 28 tháng 2, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã ký đề nghị chính thức về việc Ukraine xin gia nhập EU sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước này. Đặc nhiệm Nga mới đây trong quá trình đi trinh sát đã phát hiện hai đơn vị thiết giáp Ukraine. Sau đó họ đã mở cuộc tập kích và thu giữ nhiều xe tăng chủ lực T-64. Kênh truyền hình quân đội Nga ngày 1 tháng 4 đã công bố lời kể của các lính đặc nhiệm tham gia trận tập kích đơn vị thiết giáp nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Theo một lính đặc nhiệm Nga kể lại, họ phát hiện vị trí hai đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 Ukraine trong một chuyến trinh sát. Ngay sau đó, trực thăng nhanh chóng được huy động để tổ chức trận đánh. Theo đó, truyền hình quân đội Nga không tiết lộ thời gian diễn ra cuộc tập kích và đơn vị tham gia, nhưng cho biết nhóm đặc nhiệm được triển khai gấp rút tại một tỉnh biên giới Ukraine. Họ di chuyển đến khu vực mục tiêu bằng trực thăng đa dụng Mi-8AM TSH với sự yểm trợ của trực thăng vũ trang Mi-24. Các phi cơ phải bay thấp với tốc độ cao để tránh bị đối phương phát hiện và đánh chặn. Lính đặc nhiệm Nga cho biết cuộc tập kích được tiến hành sau đó. Kiếp lái xe tăng Ukraine không chống trả và lập tức rút quân. Bên cạnh đó, các binh sĩ Nga nhận định những chiếc xe tăng này được bảo vệ bằng bãi mìn. Chúng đều trong tình trạng kỹ thuật tốt và mang đầy đủ cơ số đạn chiến đấu, trong đó có xe chưa khai hỏa phát đạn nào. Đặc nhiệm Nga thu giữ hàng loạt xe tăng T-64, trong đó dường như có cả phiên bản T-64 BM Bulat hiện đại hóa. Theo lính đặc nhiệm Nga, lý do các tổ lái Ukraine không chống trả là không một xe tăng nào còn nhiên liệu. Họ chốt giữ vị trí then chốt cạnh đường cao tốc ở một trong những hướng di chuyển chiến lược, cho phép vận chuyển khí tài mà không gặp trở ngại. Binh sĩ Nga cũng cho rằng mối đe dọa chính trong những chiến dịch thọc sâu như vậy là đòn pháo kích bất ngờ do lực lượng Ukraine nắm rõ tọa độ mục tiêu và có thể nhanh chóng rót hỏa lực xuống các đơn vị Nga. Theo đó, lái xe và xạ thủ súng máy khiến cho lính đặc nhiệm này phải lên điều khiển xe, trong khi một đồng đội khác vận hành khẩu súng máy. Điểm tình hình Ukraine tối ngày 2 tháng 4, Nga rút khỏi vùng ven Kiev, bắn tên lửa vào nhà máy lọc dầu. Báo cáo cập nhật của tình báo quốc phòng Anh hôm 2 tháng 4 cho rằng lực lượng Ukraine tiếp tục giành lại vùng ven thủ đô Kiev. Quân Nga dường như cũng đã rút khỏi sân bay Hostomel gần thủ đô Ukraine, nơi xảy ra giao tranh dữ dội vào ngày đầu của chiến dịch Nga tại nước này. AFP dẫn lời cố vấn Mikhail Podolak của Tổng thống Ukraine cho hay các lực lượng Nga đang rút nhanh khỏi các khu vực quanh thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv ở phía Bắc. Hoàn toàn rõ ràng rằng Nga đang ưu tiên một chiến thuật khác, quay lại phía Đông và Nam, ông nhận định. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh nói quân đội Ukraine đã kiểm soát một tuyến đường then chốt ở phía Đông Kharkiv và giao tranh dữ dội. Trong khi đó, quân đội Nga đã phóng tên lửa vào một nhà máy lọc dầu của Ukraine. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko, nhà máy lọc dầu nằm ở thành phố Kremenchuk tại khu vực miền trung Ukraine bị trúng những vũ khí tầm xa chính xác cao từ trên không và trên biển. Ông Konashenko cũng nói Nga đã phá hủy các kho xăng dầu cung cấp cho quân đội Ukraine ở miền đông và miền trung, không kích các sân bay quân sự ở Poltava và Dnipro, phía đông Kremenchuk. Liên quan đến việc sơ tán dân thường, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk nói dự kiến sẽ mở bảy hành lang nhân đạo vào hôm 2 tháng 4. Bộ trưởng Kinh tế Ukraine cho biết ước tính kinh tế nước này giảm 16% trong quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái và có thể giảm tới 40% trong cả năm nay.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News ngày 2 tháng 4 cho biết Kiev đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh đến một số quốc gia. Ông Zelensky nói Ukraine cần sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia hàng đầu và cho biết thêm rằng điều này áp dụng cho cả các quốc gia thành viên NATO và các nước không thuộc liên minh quân sự này. Trong lời kêu gọi, ông Zelensky đề nghị Trung Quốc tham gia trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Vương Lỗ Đồng, Vụ trưởng Vụ châu Âu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 4 cho biết Bắc Kinh chưa nhận được yêu cầu nào từ Kiev về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong một động thái nhằm không gây ra căng thẳng hạt nhân với Nga, Không quân Mỹ hôm 1 tháng 4 thông báo đã hủy một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Manu Tiemann 3. Vụ thử này từng bị hoãn hồi đầu tháng 3.